Hello, xin chào các bạn. Hôm nay hướng dẫn các bạn và các bé làm con trâu Lego nhé. Đây là con trâu Lego của mình đây. Bước đầu vô thành cái mình trâu, cái mình của con trâu, chân trâu trước, cái chân. Rồi bắt đầu làm cái giá đầu, đây là cái đầu con trâu. Cục này là đuôi trâu. Nguyên bự này vào. Tiếp tục hai sừng trâu, hai sừng trâu thì gắn vào đây, gắn vào đây, vào đầu con trâu. Cứng con trâu lại. Đây, đây. Tiếp tục gắn hai cái miếng này vào để cho nó chỉnh trâu cho đẹp lên. Rồi bên đây. Bên đây miếng này miếng nữa là kết thúc. Hoàn thành con trâu bằng Lego các bạn ơi. Đây là con trâu Lego của mình các bạn. Nhìn ngầu chưa? Cái đuôi đặc dịu 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 dịu. Cái đầu và ăn cỏ, con trâu đang ngậm cỏ. Rồi kết thúc video con trâu nha các bạn. Con trâu tiếp tục mình sẽ làm con trâu đột biến thời tiền sử. Đây là con trâu thời tiền sử nha. Và đây
cái đuôi trâu có cái gai gai nhọn giống như khủng long này, khủng long trâu nè. Đây là khủng long trâu, trâu khủng long là cái đuôi nè các bạn, đó cái đuôi trâu nè. Chiếu một chiếc giò đẹp chưa, cái đuôi đầu trâu các bạn, đầu con trâu. Đó, tiếp tục đây là cái đầu nè, có sườn đầu nè, gắn này vô làm cái miệng đó, cái miệng của con trâu giống con trâu hay con tê giác luôn, không biết con gì luôn, nhìn nó quá ngầu cũng không biết con gì luôn. Rồi tiếp tục cái này sừng, cái này là sừng. Trâu, con trâu Lego gắn vào đây, gắn vào đây, thêm cái cặp này ra, cặp săn nanh. Rồi tiếp tục gắn thêm cái cặp con mắt nữa, cặp chán đang chờ. Cái này là cái chán đồng đó, nó đẹp luôn. Cùng lên của Y Họ sừng hạ xuống, sừng nâng lên. Lục mình làm bốn cái chân cho nó, bốn cái chân cho nó. Này là móng con trâu, ba cái móng gắn vào đây, này nó cho nó cứng. Rồi xong bàn chim rất là ngon ngỉnh. Cái nữa, hai cái bằng chân rồi, chân này hơi khủng long hay sao, nó bự, bự hơn cái đầu trâu nữa. Tiếp tục một cái chân nữa hoàn thành, chân thứ hai, chân thứ tư đã hoàn thành bốn cái chân. Mình ráp với mình con trâu thôi, bốn cái chân gắn vào. Một, hai, ba, rồi bốn, bốn cái chân gắn vào đây. Vào đây cho bốn cái chân. Đó, xong bốn cái chân. Bốn cái chân này vào, màu, màu đẹp, thiệt là đẹp. Bốn chân vàng, con trâu chân màu vàng thật là ngầu. Gắn thêm cái đuôi nó vào thử xem sao. Nào cái đầu, cái nào cái đuôi đây, không biết luôn. Cái này cái đuôi, giống nhau quá. Này cái đuôi, này tiếp tục gắn cái đầu nó vào. À, ui ngầu quá. Cái đầu nó xuống, gắn cái này cho nó xương sống, không có xương cổ cho nó, không có xương cổ cho nó. Rồi, tiếp tục cái này là làm cái xương đuôi. Đẹp. Đó, tương đối là hoàn thành con trâu rồi. Con trâu này giống như con trâu nữa. Này, khủng long ngày xưa, khủng long giống như khủng long ăn cỏ.
coi như là khủng long ăn cỏ đi, khủng long tiền sử. Hoàn thành rồi các bạn ơi, rồi con khủng long tiền sử hoàn thành. Đây là khủng long ăn cỏ. Hello, hoàn thành rồi các bạn. Cặp 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 cặp. Này có sừng luôn nè, sừng có răng nanh luôn, đuôi có gai luôn, có ngầu. Tiếp tục con trâu nha, con trâu hiện đại. Cắp cái sừng rất là nhỏ, cái đuôi đuôi không có gai cũng lộn rồi, siêu siêu mạnh, hai mạnh hơn này, cái con trâu đuôi quốc này tàu luôn, cũng luôn. Video này kết thúc, xin chào các bạn nha, các bạn thấy hay hay hết cho một subscribe, một like và chia sẻ video nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.